Bây giờ tôi đang ở trước căn nhà 13618 Eldridge Springway, Houston, Texas 77083, nơi mà tôi ở được 15 năm nay. Bây giờ là bộ vàng dòng 7 chiếc nè, với lại cái bộ này là hai chiếc này vàng 18. Này cân ra giỏi lắm, chừng khoảng là cho nó 5 chỉ đi, 5 chỉ vàng 18. Ok, ngày 12 tây tháng 10 năm 2015, bà Hoa Nguyễn đã đòi tôi lại, thì bây giờ tôi đem tôi trả. Coi như là bà không có ngồi xui. Bà đã nói là từ nào giờ mình không coi họ là xui gia. Thì cái ngày mà ngồi xui ở bên Việt Nam đó, cái người nào đó chứ không phải là bà Hoa Nguyễn. Ok. Và hôm nay ngày bà đòi là ngày 12 tây tháng 10 năm 2015. Sau khi tôi quyết định kỹ càng đàng hoàng, rồi tôi đem trở lại, chúng tôi mua ra ngoài. Bởi vì lý do là cả gia đình bà đã cầm dao chém tôi, tôi đã mua ra ngoài và bây giờ thực hiện theo lời hứa của thực hiện theo lời nguyện vọng của bà là trả bộ dòng xi măng 7 chiếc và hai chiếc dòng này. Tôi đã hôm nay là ngày 13 tây tháng 11 năm 2015, tôi đem tôi trả lại cho bà. Ồ, 13 tây tháng 11 năm 2015. Và coi như là chẳng còn tình nghĩa gì hết. Ngày độ khoảng ngày 10 tây, tôi đến đây để dọn đồ. Bà đã đẩy tôi ra ngoài và đóng cửa lại, biểu tôi ra ngoài đứng đi. Một hành động như vậy thì chẳng còn gì để mà nói nữa. Bộ dòng trả lại để trên bàn trong gara nè. Họ lắc cửa, họ không cho tôi vô đâu. Tôi trả, tôi để đây nè, chứ không phải tôi muốn vô nhà trả đàng hoàng. Trả tại đây đó. Ngày 13 tây tháng 11 năm 2015. Bộ dòng dắt lên cánh cửa rồi nè. Nhà 13618 Elvis Way nè, Houston, Texas 77083. Vào ngày 13 tây tháng 11 năm 2012, được trả lại cho bà Hoa Nguyễn. Dắt lên cánh cửa. Dắt trên cánh cửa tại nhà 13618 Elvis Way, Houston, Texas 77083, USA. Đừng bao giờ đòi tôi nữa nhé. Ok. Bye bye. 7 chiếc dòng xe và 2 chiếc dòng tròn tròn, đủ biết là gì nữa. Vàng 18 của bà đưa cho tôi năm kỳ rồi, giờ tôi trả rồi đó, 7 chiếc vàng và 2 chiếc vàng vàng 18, tất cả vàng 18, bộ khoảng 4-5 chỉ gì đó, tôi không biết. 7 chiếc vòng xoay và 2 chiếc vòng tròn tròn, đủ biết là gì nữa, vàng 18 của bà đưa cho tôi năm kỳ rồi, giờ tôi trả rồi đó, 7 chiếc vàng và 2 chiếc vàng vàng 18, tất cả vàng 18, bộ khoảng 4-5 chỉ gì đó, tôi không biết. 7 chiếc dòng xe và 2 chiếc
chiếc vòng tròn tròn đúng biết là gì nữa, vàng 18 của bà đưa cho tôi năm kỳ giờ tôi trả rồi đó, 7 chiếc vòng, chiếc vòng vàng 18, tất cả vàng 18 độ khoảng 45 chỉ gì đó tôi không biết. 47 tới đây nãy giờ 7, 7 phút rồi, khoảng 7 giờ 40 á, 41 á, đưa con đi học xong rồi quay về. Trước số nhà 313618 Eric Springway. Mọi bữa là giành giật đi ra quét quét bụi, hốt bụi gì đó, bữa nay sao tới giờ này không thấy. Cái đó là hành động đó là gọi là cái gì? Hành hạ người ta đó, mà tới giờ này 7 giờ mấy rồi cũng chẳng thấy quét đâu. Vậy rõ ràng đúng không? Điều nó tốt mà tánh nó khó. Đây là cái bill nước, bill trả tiền nước tháng 11 và tháng 12, 2 tháng không trả tiền. Địa chỉ đây là đúng 13618 Eldridge Springway, nước nè, Harrod Commerce số 158, PO Box của nó là 1689 Spring Texas 77383. Đó là địa chỉ nước nè. Rồi sau khi mà đánh đập chửi mắng đã rồi, chúng tôi mua qua bên địa chỉ là 13739 Cannon Hollow Loop 77083. Thì trong vòng tôi mua ra hồi 13 tây tháng 10 mà cái bill nước của tháng 10 tôi đã ký cho rồi. Rồi bây giờ cái xài tiếp tục tháng 11, tháng 12 không chịu ký trả tiền, nên cái bill nó phải buộc lòng nó phải đi kiếm cái người chủ trên này, nó chạy qua cái địa chỉ bên này để nó đòi tiền chúng tôi. Tại sao mà tôi phải có cái trách nhiệm phải trả cái số tiền này? Ông bà phải tự trả đi chứ. Đánh đập chửi mắng người ta còn đòi người ta trả tiền nước cho xài á, mắc cười thiệt á. Trong cuộc đời này chưa thấy một gọi là một người cha một người mẹ như thế. Bill hết hạn là ngày 28 tháng 1 năm 2016 với số nợ là 176 đồng 17, tổng số điêu 164 đồng 25. Và pay this cái này tổng số mà sau after thì nó 176. 2 tháng tiền nước. Rồi tháng 10 tôi cũng trả luôn cho.
Chuyện mắc cười thiệt chứ. Tôi đi làm suốt cả ngày, con tôi đi học, tôi có xài tiền nước gì ở đó không? Mà phải trả tiền nước cả luôn tới tháng 10. Rồi giờ đi qua đây ở bên này rồi tới tháng 11, tháng 12 chúng tôi phải trả cái số tiền đó sao? Chuyện mắc cười thiệt. Nói vậy nhưng muốn dở đầu gối lên nói chuyện chứ không muốn nói chuyện. Giàu có được nhờ cướp cạn á. Rồi á, giàu có được thì nhờ cướp của giết người như vậy đó. Rồi cướp được như vậy tưởng đâu là giàu suốt đời. Đến một ngày nào đó đó, rồi ăn xài hết số tiền đó, rồi cũng cũng trắng tay à. Cái ngày theo ông theo bà, nói thêm nói bớt á, rồi nằm đó đó, ỉa trây ỉa trét, rồi lưỡi thì thục vô mà còn chưa chết được. Cái đó là cái lực nhân quả trả dai thôi, chứ tôi á, không bao giờ mà tôi quyền rủa ai làm gì để cho tôi mang tội hết á. Bộ tôi điên sao tôi đi quyền rủa để tôi mang tội sao? Tôi còn phải để cho con tôi hưởng phước chứ. Hưởng phước quá đó, giờ còn một đứa con gái cũng khùng điên điên á, mà còn chưa biết làm điều thiện để mà đem lại phước đức cho con mình. Chỉ biết có đồng tiền thôi, cướp cho đập bằng được có đồng tiền thôi. Dụ nói mua nhà, bỏ tiền ra hùng, hùng đã đi, tới mới mua nhà được 2-3 năm gì cái đi làm gì chút. Rồi đứng tên. Rồi xong rồi giờ vô cái nói nhà cửa này hả, tụi bay không có gì trong này hết. Biết từ lâu rồi, biết cái bản chất con người từ lâu rồi, chứ không phải tôi không phải là cái người biết không biết nhìn người đâu. Tôi không nói thôi. Tại vì với một cái tư cách là một cái người lớn, tôi không muốn đụng tới. Cỡ mà ngang hàng với tôi coi. Chứ đừng thấy tôi mà không nói rồi làm tới. Người mà tồi hết sức tồi. Xài tiền nước trăm mấy không tiền đóng. Có tiền đi mỗi chủ nhật đi bấm gì đó cạo giấy số gì đó thì được. Xài tiền nước bắt người ta đóng. Chuyện muốn dở cái đầu gối lên nói thôi chứ không muốn nói chuyện. Nói chuyện người không có nói đàng hoàng, tối ngày cứ nói chuyện tục tiểu thô tục. Dùng lời không có hoa mỹ. Tên tuổi đẹp đẽ, người đẹp đẽ mà. Ăn sống vì đồng tiền. Chỉ biết có đồng tiền thôi. Làm bằng đủ mọi cách để có đồng tiền. Đối xử tàn tệ như thế đó. Rồi á, bây giờ cái số tiền này á, bắt tôi phải đóng. Một lần này là cái lần cuối cùng tôi sẽ withdraw ra. Và đừng có bao giờ mà nghĩ mà xài không với cái tên của tôi như thế. Tìm cách để hại tôi bằng đủ mọi cách. Thì cái tiền đó coi như là của đi thay người. Thì tôi trả cái tiền nước này. Cán giọng tiền nước đó, với 100 mấy đó đi, đâu có sao đâu. Mất thì kiếm lại cái khác. Không trả tiền nước, tôi đứng tên trên đó để cho tôi bị mắc nợ. Rồi tôi bị mắc nợ thì nếu mà tôi không biết được cái bill này á, thì tôi bị bad credit. Ở đời mà hạ nhục nhau đến mức độ đó thì chẳng còn gì để nói hết á. Nhưng mà ông bà cũng nói tôi là cái thứ đàn bà, không phải con người. Con súc vật nó không biết ký tên đâu. Tự mai mốt tự ký tên, tự làm đi.
tôi không có ký cho, để tôi không biết ký vô trong đó đâu. Ăn sống vì đồng tiền à, chỉ biết có đồng tiền thôi, làm bằng đủ mọi cách để có đồng tiền, đối xử tàn tệ như thế đó. Rồi á, bây giờ cái số cái số tiền này á, bắt tôi phải đóng. Một lần này là cái lần cuối cùng tôi sẽ withdraw ra, và đừng có bao giờ mà nghĩ mà xài không với cái tên của tôi như thế, tìm cách để hại tôi bằng đủ mọi cách, thì cái tiền đó coi như là của đi thay người. Thì tôi trả cái tiền nước này. Cán giọng tiền nước đó, với 100 mấy đó đi, đâu có sao đâu, mất thì kiếm lại cái khác. Không trả tiền nước, tôi đứng tên trên đó để cho tôi bị mắc nợ. Rồi tôi bị mắc nợ thì nếu mà tôi không biết được cái bill này á, thì tôi bị bad credit. Ở đời mà hạ nhục nhau đến mức độ đó thì chẳng còn gì để nói hết á. Nhưng mà ông bà cũng nói tôi là cái thứ đàn bà, không phải con người, con súc vật. Con súc vật nó không biết ký tên đâu, tự mai mốt tự ký tên, tự làm đi. Tôi không có ký cho, để tôi không biết ký vô trong đó đâu.